Cũng trong sáng nay, Hội đồng Hương Thiện Hóa tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt truyền thống năm 2024. Trong những năm qua, Hội đồng Hương Thiệu Hóa tại Hà Nội đã thực sự trở thành mái nhà chung, kết nối những người xa quê, tổ chức giao lưu giúp đỡ chia sẻ giữa các hội viên và có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về quê hương. Năm 2023, Hội đồng Hương Thiệu Hóa tại Hà Nội đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, các công trình nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến học, khuyến tài. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trao 30 triệu đồng cho quỹ khuyến học của Hội đồng Hương và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội đồng Hương và xây dựng quê hương.